một tình huống như thế này. Mẹ bạn chỉ cho bạn 20 ngàn ăn sáng thôi, bạn sẽ nói là: thôi mẹ ơi con không ăn đâu, 20 ngàn ít quá. Xong mẹ bạn sẽ trả lời là: chịu không chịu thì thôi, lấy không lấy thì thôi. Thì tiếng Anh mình nói sao? Thì tiếng Anh mình nói là take it or leave it. Mẹ bạn nói là take it or leave it. Lấy không lấy thì thôi, không care cho lắm. Ok, nhớ ứng dụng nha.